Em xin chào toàn thể mọi người yêu Phong Lan trên toàn quốc ạ. Em là Duy Vũ của kênh Nam Phụng, Lan Rừng Quan Tâm, và phiên ngày hôm nay thì em về được ít dạ hàng ạ. Và đây có hai vùng là vùng Tumarong với lại vùng Chumomray của Quan Tâm nhé mọi người. Thì ở đây em có lô số 1 với số 2 là hai cái dề của vùng Chumomray. Hai cái dề rất là to, bự, cây lá tre. Còn từ lô số 3 trở lên thì đến lô 16 á, là em có những cái dề và hàng kiến của vùng Tumarong, Kon Tum, chủ yếu là hàng Kon Tum nhé mọi người. Tình trạng hàng ngày hôm nay thì những cái cây rất là tươi, kiến rất là đẹp nhé mọi người, nên là thành ra giá nó cũng hơi cao. Hàng hôm nay nó cũng cao hơn so với bình thường một chút, nhưng mà nó được cái thì rất là chất lượng và tươi. Đó, bây giờ em xin được vào giới thiệu luôn ạ. Đầu tiên là cái dề số 1 của em là một cái dề của vùng Chumomray ạ, và cây lá tre rất là đẹp, để em cầm lên cho mọi người cùng xem. Kích thước cái mầm gốc nó dài thì nó đạt tầm là hơn 80 cm rồi, và mầm gốc thứ hai thì tầm là 60 cm, và bị gãy. Mầm gốc thứ hai thì hơn 50 cm nhưng mà đã bị gãy ngọn rồi. Lá tre nhé mọi người, có găng lá, nó cứ có cái đường sọc đây ạ. Cái dề này, dề Chumarai này rất là khủng, với kích thước thế này thì nó khá là lớn rồi mọi người ạ. Đây, gồm hai cái mầm gốc và hai bốn sáu cái thân già cho cái dề này. Hàng là hàng bốc rừng mọc hoa là xổ số nhé. Rồi bây giờ em qua cái dề số 2 của em, là một cái dề dề thứ 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 nhất là giá là 1.200.000 đồng này, chuẩn của vùng Chư Mông Ray nhé mọi người. Dề số 2 ạ, giá là 800.000 đồng. Đây, kích thước thì dài là được 80 cm rồi. Đây ạ, cây chùm mầm rai này rất là đẹp, chỉ là một cái mầm gốc thôi ạ, giá là 800.000 đồng và là hơn 80 cm tí. Rồi bây giờ em qua những cái hàng về nhỏ hơn. Đây là lô số 3, là một lô lá mít, giá là 420.000 cho cái lô này, gồm hai cái mầm gốc nhỏ này, và sau đó là một cái mầm gốc lớn hơn, dài thì tầm được 30 đến 35 cm rồi. Lô số 4 380.000. Lô này thì cái mầm gốc nó dài là tầm được hơn 40 45 cm đó. Lá thì cũng là lá mít luôn, nhưng mà mấy cái lá trên đầu ngọn này thì nó hơi héo một chút. Rồi lô số 5 của em giá là 300.000 đồng cho cái dề này, hai bốn cái thân già, và cái mầm gốc thì nó dài là hơn 40 cm, rất là đẹp, hàng rất là tươi. Đẹp. Lô số 6 cũng là 300.000 đồng, một cái dề thì nó mầm gốc này thì chưa tới 40 cm nhưng mà lá rất là đẹp, lá chắc lá dày nhựa, đốt sọc. Lô số 7 của em gồm hai cái mầm này. Mầm thứ nhất đây ạ, dài tầm 35, và mầm thứ hai thì 30 đến 35. Thân nó đây ạ, rất là khỏe mạnh. Lô số 7 giá là 350.000. Hàng ngày hôm nay rất là tươi nhé mọi người, chuyển đi thì đảm bảo nó sẽ xuống lá rất là ít, về mọi người trồng nó sẽ sống rất là dễ dàng. Em qua lô số 8 của em. Lô số 8 đến lô 16, 10 16 á, là những cái hàng kiến nhé mọi người, giá một lô là 420.000. Đây, những con kiến rất là đẹp đây ạ. Một con này thì tầm là được 13 cm, hai này, cái dê này gồm ba cái mầm gốc luôn, một con kiến nhỏ đây nữa, là tới 6 cái mầm xanh cho lô số 8, giá là 420.000. Em qua lô số 9 này, những con kiến này nó dài hơn. Này, 1 2 này, 3 này,
bốn này, kiến rất rất tươi và rất đẹp. Em qua lô số 10. 1 2 này, 3 này, 4 này. Đây ạ. Giá là 420.000. Em qua lô số 11 nhé mọi người. 1 này, 2 này, những cái kiến rất là khỏe mạnh. 3 này, 4 này, hàng tươi rói luôn. Em qua lô số 12 này. 1 này, một cái kiến này rất là đẹp. 2 đây ạ. 3 đây ạ. 4 này ạ. Rồi, nó bị rớt. Đây, 4 cái kiến của lô 12. Giá là 420. Em qua lô số 13. Đây, một cái cây lá tre. Lá tre thì thường cho hoa rất là tuyệt. Có một cái cây nhỏ đây nữa, hàng rất là xanh và đẹp. Hàng chuẩn bóc rừng mà hoa là xổ số nha mọi người. Đây, cây kiến số 2. Đây là cây kiến số 3. Đây là cây kiến số 4, nù mập. 420 cho lô này. Em qua lô số 14. 1 này, 2 này, 3 này. Về này gồm hai mầm gốc. Hàng rất là xanh và đẹp, nâu nữa. Em qua lô số 15 ạ. Những kiến rất là đều và khỏe. 1 2 này. Đây có thể nói là kiến càng đấy ạ. Thân già rất là nhiều. 3 này, 4 này, 5 này. Lô này tới 5 mầm. Giá là 420. Em qua lô số 16. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Còn 420 cho lô số 16. Đó là tổng thể lô hàng ngày hôm nay của em. Tình trạng hàng rất là đẹp, rất là tươi. Và ai đặt hàng thì nhắn tin hoặc là gọi điện theo số điện thoại em đăng trên tiêu đề nhé mọi người. Và nếu nhắn tin thì nhắn tin rõ tên, địa chỉ, số lô chốt để em có thể chốt đơn hàng cho mọi người một cách nhanh nhất. Và em sẽ gọi điện hoặc là nhắn tin lại để xác nhận cái đơn hàng cho mọi người. À, tổng thể lô hàng ngày hôm nay ạ. Và em được xin được chào tất cả mọi người ạ. Em xin được kết thúc video tại đây.